này thiện hiện vì đại bồ tát ấy khi hành chân như quán chân như chẳng thể nắm bắt được nên được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm khi hành pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly xanh pháp định pháp trụ thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghì quán pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì chẳng thể nắm bắt được nên được chư phật quá khứ vị la hiện tại hộ niệm này thiện hiện vì đại bồ tát ấy khi hành thánh đế khổ quán thánh đế khổ chẳng thể nắm bắt được nên được chư phật quá khứ vị la hiện tại hộ niệm khi hành thánh đế tập diệt đạo quán thánh đế tập diệt đạo chẳng thể nắm bắt được nên được chư phật quá khứ vị la hiện tại hộ niệm này thiện hiện vì đại bồ tát ấy khi hành bốn tịnh lự quán bốn tịnh lự chẳng thể nắm bắt được nên được chư phật quá khứ vị la hiện tại hộ niệm khi hành bốn vô lượng bốn định vô sắc quán bốn vô lượng bốn định vô sắc chẳng thể nắm bắt được nên được chư phật quá khứ vị la hiện tại hộ niệm này thiện hiện vì đại bồ tát ấy khi hành tám giải thoát quán tám giải thoát chẳng thể nắm bắt được nên được chư phật quá khứ vị la hiện tại hộ niệm khi hành tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ quán tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ chẳng thể nắm bắt được nên được chư phật quá khứ vị la hiện tại hộ niệm này thiện hiện vì đại Bồ Tát ấy khi hành bốn niệm trụ, quán bốn niệm trụ chẳng thể nắm bắt được, nên được chư Phật quá khứ, vị la hiện tại hộ niệm. Khi hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, quán bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng thể nắm bắt được, nên được chư Phật quá khứ, vị la hiện tại hộ niệm này thiện hiện vì đại bồ tát ấy khi hành pháp môn giải thoát không quán pháp môn giải thoát không chẳng thể nắm bắt được nên được chư Phật quá khứ vị la hiện tại hộ niệm khi hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện quán pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng thể nắm bắt được nên được chư Phật quá khứ vị la hiện tại hộ niệm này thiện hiện vì đại bồ tát ấy khi hành năm loại mắt quán năm loại mắt chẳng thể nắm bắt được, nên được chư Phật quá khứ vị la hiện tại hộ niệm. Khi hành sáu phép thần thông, quán sáu phép thần thông chẳng thể nắm bắt được, nên được chư Phật quá khứ vị la hiện tại hộ niệm. Này thiện hiện vì Đại Bồ Tát ấy, khi hành mười lực Phật, Quán mười được Phật chẳng thể nắm bắt được nên được chư Phật quá khứ vị la hiện tại hộ niệm. Khi hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xà, 18 pháp Phật bất cộng. Quán Bốn Điều Không Sợ cho đến 18 Pháp Phật bất cộng chẳng thể nắm bắt được nên được chư Phật quá khứ vị la hiện tại hộ niệm.